Nhận biết bệnh tiểu đường loại 2. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nhưng không hề biết. Các triệu chứng ban đầu thường khó nhận biết và đôi khi có thể không có triệu chứng nào cả. Các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 có thể nhẹ hoặc không có, hoặc bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một phần của tuổi già. Bạn có thể bị mờ mắt, dễ mệt mỏi hơn, cảm thấy khát nước, hoặc đi tiểu thường xuyên hơn. Các yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2 bao gồm có người thân hoặc gia đình mắc bệnh tiểu đường, trên 40 tuổi, vòng eo to, bị cao huyết áp, hoặc đã từng có tình trạng tiểu đường khi mang thai. Các triệu chứng, chẳng hạn như tê ở bàn chân, có thể đã xuất hiện khi được chẩn đoán bệnh. Vì vậy, hãy đi kiểm tra xem bạn có các yếu tố nguy cơ hoặc có triệu chứng hay không. Một xét nghiệm máu đơn giản có thể cho biết bạn có đang bệnh tiểu đường hay không. Trong 8 giờ trước khi xét nghiệm máu, tốt nhất là nên nhịn ăn, nghĩa là không ăn uống gì ngoại trừ nước. Kết quả của bạn là bình thường nếu lượng đường trong máu lúc đói dưới 100. Bạn bị tiền tiểu đường nếu lượng đường trong máu lúc đói từ 100 đến 125. Bạn bị tiểu đường nếu lượng đường trong máu lúc đói từ 126 trở lên. Nếu bạn đã ăn trước khi xét nghiệm, lượng đường trong máu trên 200 và có các triệu chứng điển hình, có nghĩa là bạn có thể mắc bệnh tiểu đường. Xét nghiệm nước tiểu cũng có thể cho biết bạn có bị tiểu đường hay không. Nếu nước tiểu có đường, bạn có thể mắc bệnh tiểu đường, nhưng bạn nên kiểm tra lại bằng xét nghiệm máu. Nếu bạn có các yếu tố nguy cơ hoặc bị tiền tiểu đường, hãy tìm hiểu những gì bạn có thể làm để phòng ngừa bệnh tiểu đường, ngay cả những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn và tăng cường hoạt động thể chất cũng có thể giúp bạn khỏe mạnh. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, hãy tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể thay đổi trong lối sống để giữ lượng đường trong máu ở mức bình thường. Với việc kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, phòng ngừa các biến chứng và có thể sống lâu và khỏe mạnh. Bạn nên nhớ, các triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường rất khó nhận biết. Mờ mắt, mệt mỏi, khát nước và đi tiểu thường xuyên. Việc kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng và rất quan trọng.